Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 24 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và một số gia đình chính sách. Sau gần 2 tháng triển khai nhanh chóng, đến nay chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông đã hoàn thành và bàn giao 1.040 ngôi nhà cho người dân. Thông tin tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông. Năm 2021 chịu tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19, song với nhiều giải pháp được triển khai, việc phát triển hạ tầng giao thông, xử lý điểm đen giao thông đã được ngành giao thông vận tải thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo mạng lưới giao thông được thông suốt, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đến thăm chúc Tết các đơn vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và việc triển khai công tác bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Song song với nhiệm vụ đó, các đơn vị cũng đã có nhiều chương trình hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tại địa bàn, như Xuân Biên Phòng ấm lòng dân bản, Tết thắm tình quân dân, Xuân đoàn kết, Tết yêu thương. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ cùng người thân thật tốt để đón xuân đầm ấm, hạnh phúc và yên tâm công tác. Vui xuân đón Tết không quên nhiệm vụ, các lực lượng triển khai hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh, ngành giao phó và đảm bảo xuân mới, yên vui, an toàn cho nhân dân. Năm 2022, dự báo còn nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí đề nghị các lực lượng tiếp tục hiệp đồng phối hợp, đi đầu với vai trò nòng cốt để chung sức, đồng lòng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Chuẩn bị đón xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thắp hương và thăm gia đình đồng chí Lò Văn Puấn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại bản Him Lam 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Thăm hỏi động viên chúc Tết các gia đình chính sách đã gương mẫu di rời đến nơi ở mới, nhường đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên Phủ. Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống tại nơi ở mới và gửi lời cảm ơn chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách đã cống hiến cho Tổ quốc và ủng hộ đi đầu trong việc bàn giao đất thực hiện dự án trọng điểm, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu đẹp. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng nay, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ và một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Thăm chúc Tết các đơn vị, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thành Đô biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, người lao động các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Bước sang năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thủy ở tổ 3, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thành Đô đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc. Đồng chí bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông. Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông. Các đồng chí trong ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành tỉnh. Về phía Bộ Công an có đại diện lãnh đạo một số cục, phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ Công an. Ngay sau khi có chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
trong đó giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện. Với tổng kinh phí 55 tỷ đồng, huy động từ nguồn tài trợ của các ngân hàng thương mại và tập đoàn FLC, sau gần 2 tháng triển khai nhanh chóng, đến nay chương trình đã hoàn thành và bàn giao 1.040 ngôi nhà cho người dân, trong đó làm mới 988 nhà, sửa chữa 52 nhà. Chương trình hoàn thành đạt 100% kế hoạch đề ra. Toàn bộ nhà ở hiện đã được tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho các hộ gia đình đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong niềm vui mừng phấn khởi của bà con nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông một lần nữa khẳng định tính thiết thực, ý nghĩa của một chương trình lớn đối với các địa phương khó khăn, tạo động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy các chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tạo được niềm tin lớn của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động về ý nghĩa của việc hỗ trợ làm nhà để người dân sử dụng hiệu quả các công trình, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong đồng bào. Từ đó tiếp tục nỗ lực quyết tâm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển bền vững. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 2 tập thể 11 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đầu tư kinh phí và thực hiện chủ trương làm nhà cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông. Trở lại với các hoạt động thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố, các cơ quan đơn vị đã tổ chức thăm chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục chương trình công tác, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm chúc Tết tặng quà một số đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé. Chúc Tết tại các đồn biên phòng Apa Trải, Sen Thượng và đồn biên phòng Leng Su Xìn. Đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã nghe báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Với chức năng nhiệm vụ được giao, các đồn biên phòng đã bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc, làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, triệt phá các đường dây tội phạm buôn bán ma túy xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19 an toàn hiệu quả. Trước thềm xuân mới, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, mỗi cán bộ chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vui xuân đón Tết đầm ấm và an vui. Huyện Mường Trà đã thành lập 6 đoàn đến thăm chúc Tết và tặng quà tại 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các gia đình, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Mường Trà đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc của các gia đình, đồng thời động viên các gia đình thực hiện đón Tết lành mạnh, an toàn, bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Mường Trà ngày càng phát triển. Dịp này, toàn huyện có gần 2.500 hộ, gồm gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo và những người yếu thế, được nhận các phần quà Tết, với tổng số tiền trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, gần 1 tỷ đồng là quà từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện, 700 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Để các hộ nghèo và các gia đình chính sách có điều kiện đón Tết Nhâm Dần đầy đủ hơn, những ngày này, huyện Nậm Pồ đã huy động mọi nguồn lực triển khai tổ chức trao tặng hơn 6.000 suất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn. Theo đó, hơn 6.000 suất quà được chính quyền các cấp, các đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Nậm Pồ huy động tổ chức trao tặng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, gia đình quân nhân và người có uy tín trên địa bàn huyện với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Trong đó, 37 suất quà của Chủ tịch nước, 71 suất quà của tỉnh, 1.410 suất quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, 264 hộ nghèo với 1.555 nhân khẩu được nhận gạo hỗ trợ cứu đói, mỗi khẩu 15 kg gạo. Ngoài các suất quà từ nguồn ngân sách trung ương của tỉnh, huyện Nậm Pồ đã kết nối kêu gọi được hơn 3.200 suất quà với tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng từ các tổ chức doanh nghiệp hảo tâm. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các đồn biên phòng trên địa bàn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tổ chức vui xuân đón Tết, gói 2.600 chiếc bánh chưng và hàng nghìn suất quà tặng cho người dân trên địa bàn các xã biên giới. Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Điện Biên Phủ đã trích từ ngân sách thành phố gần 150 triệu đồng tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Theo đó, thành phố tổ chức thăm hỏi chúc Tết và tặng hơn 470 suất quà cho các gia đình chính sách, mỗi suất trị giá từ 200 đến 500 nghìn đồng.
Để công tác chăm lo được kịp thời, chu đáo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã tham mưu thành lập các đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách, thương bệnh binh. Qua đó nhằm động viên các thương bệnh binh, gia đình chính sách nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống và chúc các gia đình đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cấp ủy chính quyền thành phố đối với những người có công với cách mạng. Tiếp tục chương trình Tết yêu thương, sáng nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên và Phật tử Hảo Tâm đã tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 100 xuất quà được đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên và Phật tử Hảo Tâm trao tận tay các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của các phường Mường Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Trường, Nam Thanh. Mỗi xuất quà trị giá 800.000 đồng. Những phần quà này có ý nghĩa nhân văn thiết thực, được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức vào mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ những khó khăn tạm thời, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm, tạo động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống. Ngày 24 tháng 1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức chương trình Tết yêu thương san sẻ cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đón Tết Nhâm Dần 2022 tại hai xã Nậm Lịch và Búng Lao, huyện Mường Ảng. Tại huyện Mường Ảng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, các Phật tử hảo tâm đã trao 200 suất quà Tết cho 200 hộ nghèo thuộc hai xã Nậm Lịch và Búng Lao, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Chương trình trao quà Tết là hoạt động được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là nguồn động viên đối với mỗi gia đình, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết. Nằm trong các hoạt động chăm lo cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ cũng đã tổ chức trao trên 80 suất quà Tết cho các hộ nghèo thuộc diện được thụ hưởng trên địa bàn xã. Trong số trên 80 suất quà được trao đợt này gồm 11 suất quà của Chủ tịch nước tặng gia đình chính sách, mỗi suất 300.000 đồng, 15 suất quà của Bí thư tỉnh ủy tặng hộ nghèo, gia đình khó khăn, người khuyết tật nặng, 14 suất dành cho hộ chính sách, người có công, 24 suất dành cho người có uy tín, người dân tộc thiểu số, mỗi suất 500.000 đồng. Cũng trong dịp này, hàng chục gia đình chính sách và hộ nghèo, người có uy tín trên địa bàn xã cũng được nhận các phần quà từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Minh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thời điểm này, người dân trồng đào quất ở vùng Lòng Chảo, huyện Điện Biên đang tất bật chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Vâng, thời tiết thuận lợi, những vườn đào sai nụ, những vườn quất sai quả sẽ kỳ vọng cho người nông dân một vụ Tết bội thu. Để phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, gia đình bà Trương Thị Tươi và ông Vũ Tiến Thiều ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã trồng hơn 1.000 cây quất cảnh. Thời tiết thuận lợi cùng với việc chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn quất của gia đình phát triển tốt, quả sai và đẹp. Đến thời điểm hiện tại đã có nhiều thương lái cũng như người dân đặt mua quất của gia đình để chơi Tết. Về cuối năm này thì thời tiết ủng hộ, nhưng mà trước là về mùa mưa là quất là hơi chậm, nhưng mà đến giờ là quất là vẫn xanh đẹp. Hiện tại là gia đình nhà tôi là cũng những cái quất to là đã bán được khoảng 100 cây trên 100 cây, là các khách vào đặt đến thời điểm giáp Tết là người ta sẽ đánh. Với giá bán từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng trên một cây quất, tùy thuộc vào kích cỡ, thế cây và chất lượng quả. Để chọn cho mình những cây quất ưng ý, phù hợp với nhu cầu của gia đình mà giá cả phải chăng, nhiều người dân cũng đã vào tận các vườn trồng quất để đặt mua quất từ sớm, thay vì chờ cho đến thời điểm người dân mang quất ra chợ bày bán Tết. Hôm nay em đi vào vườn để tham quan cũng như là lựa chọn cho gia đình mình những cái cây quất đẹp nhất. Vì là em phải đi mua sớm như này để có nhiều sự lựa chọn hơn, mà em thấy là quất năm nay là quả rất là đều. Và nhìn nó rất là sung túc. Em thích một cái cây nó tròn vừa phải để trên kệ ban nhà. Ngoài quất cảnh, năm nay một số hộ dân cũng đã đầu tư trồng đào cổ thụ để phục vụ nhu cầu chơi Tết của các gia đình, cơ quan. Những cây đào cổ thụ chúng chím nụ, hoa mang đến niềm phấn khởi cho người trồng. Theo chủ vườn, với loại đào cổ thụ như thế này, chủ yếu để phục vụ nhu cầu thuê chơi Tết của các cơ quan đơn vị và một số gia đình có điều kiện, với giá thuê dao động từ 8 đến 15 triệu đồng một cây. Vườn cây này thì mình trồng được khoảng gần 100 gốc đào cổ thụ. Thì thời tiết năm nay là đặc biệt là phù hợp, rất là hỗ trợ về cái vấn đề mà ra hoa của đào năm nay. Là một, thứ hai là riêng cái chất lượng hoa năm nay ấy, thực sự là đúng dịp Tết.
Nói chung là đúng dịp Tết, phục vụ để bà con chơi Tết là đúng dịp Tết, rất là đẹp. Những năm gần đây, nhu cầu chơi đào, quất cảnh ngày Tết của người dân Điện Biên ngày càng tăng cao, đặc biệt là khi có quy định về việc không chặt đào rừng về chơi Tết. Bởi vậy, nhiều người dân ở khu vực Lòng Chảo, huyện Điện Biên đã mở rộng đầu tư trồng đào, quất cảnh và các loại hoa để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ đất hoa màu sang trồng cây cảnh cũng đã mang lại cho người dân nguồn thu nhập ổn định. Sáng nay, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, tổng kết công tác thống kê năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ngành thống kê tỉnh đã khắc phục khó khăn, đảm bảo triển khai đầy đủ 100% các báo cáo chế độ theo quy định của ngành và kế hoạch công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, hoàn thành hơn 98% kế hoạch do Tổng cục Thống kê giao, xếp thứ 31 trên 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc về thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức thu thập, xử lý thông tin đối với cuộc điều tra và tổng điều tra kinh tế năm 2021, tổ chức chỉ đạo thực hiện trên 30 cuộc điều tra thường xuyên và đột xuất đảm bảo đúng phương án quy định. Công tác biên soạn báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 9 tháng và năm được thực hiện gửi Tổng cục Thống kê, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan kịp thời gian, đủ số lượng. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ về biên soạn niên giám thống kê và các ấn phẩm thống kê, công tác phân tích dự báo thống kê, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin được đơn vị triển khai hiệu quả. Năm 2022, với chủ đề chủ động kết nối và thích ứng nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê, Cục Thống kê đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể có thành tích trong công tác giai đoạn 2016-2020. Cục Thống kê tỉnh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Hôm nay 24 tháng 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố lần thứ 23 năm học 2021-2022. Hội thi năm nay có 355 giáo viên đến từ 53 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thành phố Điện Biên Phủ tham gia. Trải qua hai phần thi gồm thi trình bày biện pháp và thi thực hành giảng dạy. Với những cố gắng của các giáo viên tham gia, hội thi đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Có 351 trên 355 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, đạt trên 98% số giáo viên đăng ký dự thi. Mặc dù hội thi diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng vẫn đạt được mục đích ban tổ chức đề ra, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên khẳng định năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học, học hỏi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, hội thi cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, làm nòng cốt cho đội ngũ giáo viên ở các trường, từ đó nhân rộng điển hình, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục, chăm sóc và giáo dục trẻ giữa các cá nhân, tập thể trong các bậc học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế, hôm nay 24 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 105 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại các địa phương gồm huyện Tuần Giáo 52, huyện Tuổi Chùa 19, huyện Mường Ảng 9, thành phố Điện Biên Phủ 9, huyện Điện Biên 6, huyện Nậm Pồ 3, huyện Mường Trà 3, huyện Điện Biên Đông 2, thị xã Mường Lay 1 và huyện Mường Nhé 1 ca. Trong số các ca mắc mới có 23 ca mắc cộng đồng, còn 82 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu vực phong tỏa và trạm khai báo y tế. Về kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến ngày 24 tháng 1 năm 2022, tỉnh Điện Biên tiêm được trên 954.000 liều, trong đó tỷ lệ tiêm người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt trên 97%, đủ mũi 2 đạt 89%, mũi 3 đạt trên 60%. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt trên 93% và đủ mũi 2 gần 82%. Thưa quý vị, mặc dù chịu ảnh hưởng chung từ đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của ngành lao động thương binh và xã hội, sự phối hợp của các ngành, các địa phương, trong năm 2021, toàn tỉnh không chỉ tiếp tục duy trì việc làm cho người lao động mà còn hoàn thành vượt mức kế hoạch giao trong hoạt động tạo việc làm mới. Trong năm 2021 vừa qua, dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát nhiều đợt trên diện rộng và kéo dài, đã tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội.
Trước tình hình đó, ngành lao động thương binh và xã hội đã đẩy mạnh hoạt động cung ứng giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh. Trong đó tiến hành tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận cho 8 doanh nghiệp ngoài tỉnh tuyển chọn lao động của tỉnh. Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm lưu động, tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm online kết nối các tỉnh phía Bắc cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường. Các xã phường trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, thu hút gần 14.200 lao động tham gia. Thông qua việc cung ứng tuyển dụng lao động, trong năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 9.000 lao động, đạt 102% kế hoạch năm. Nhiều huyện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, như huyện Mường Ảng, Mường Nhé, Điện Biên Đông, Mường Trà, Nậm Pồ, qua đó góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm chịu tác động rất lớn từ đại dịch COVID-19. Song với nhiều giải pháp được triển khai, việc phát triển hạ tầng giao thông, xử lý điểm đen giao thông đã được ngành giao thông vận tải triển khai thực hiện hiệu quả. Việc làm trên đã góp phần đảm bảo cho mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh được thông suốt, thuận lợi, tạo đà để thúc đẩy kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có gần 9.600 km đường giao thông, trong đó có 6 tuyến quốc lộ với chiều dài hơn 745 km. Mạng lưới giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư mở rộng, qua đó đã giúp các địa phương, các vùng miền trong tỉnh được kết nối, khép kín, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương ngày một ổn định, phát triển. Đặc biệt, thực hiện quy hoạch về phát triển hạ tầng giao thông, những năm qua, Điện Biên đã triển khai nhiều dự án phát triển giao thông quan trọng trên các tuyến quốc lộ như quốc lộ 279, quốc lộ 12, quốc lộ 6, quốc lộ 4H, tạo động lực quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ để bảo đảm êm thuận, rồi là công tác đảm bảo thông được tốt. Trong năm 2021 thì chúng tôi cũng đã bảo trì tốt là 615 km quốc lộ và 320 km đường tỉnh lộ đã được đánh giá cao, đặc biệt là xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn giao thông trên hệ thống quốc lộ và tỉnh lộ, đã đẩy nhanh cái tiến độ dự án xây dựng công trình, đặc biệt là hai dự án dở dang đó là quốc lộ 12 và quốc lộ 12 đoạn km 102, 139 Mường Trà, Mường Nay và quốc lộ 279B. Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thời gian qua công tác cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cũng như xử lý điểm đen về mất an toàn giao thông đã được chú trọng thực hiện. Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B được Bộ Giao thông Vận tải bố trí kế hoạch vốn, Sở Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tập trung thực hiện, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ được giao. Từ khi được Sở Giao thông tỉnh Điện Biên giao trọng trách là tiếp tục khởi động lại cái tuyến Mường Trà Mường Lay, đơn vị chúng tôi từ lúc nhận được giờ thì đã tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị để làm sao tất cả những cái điểm mà cần mở tuyến đã mở xong. Hiện tại thì về cơ bản là đang hoàn thiện tất cả các giai đoạn trên quá trình giai đoạn mặt đường và an toàn giao thông. Cố gắng đến 25 âm lịch là sẽ có nào hoàn thành tất cả các giai đoạn mặt đường và đảm bảo an toàn giao thông. Để mạng lưới giao thông được phát triển, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải định hướng đến năm 2030. Đây chính là cơ sở quan trọng để đưa mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh được đầu tư phát triển đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh được ổn định. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự tiếp theo.